Cô vui mừng chào đón các em đã quay trở lại với khóa học Khoa học tự nhiên lớp 7 của olm.vn. Trong video này, chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức đã học ở bài 7 để giải các bài tập liên quan đến tốc độ nhé. Các em đã học khái niệm tốc độ đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động và được tính bằng công thức V bằng S chia T. Từ đây ta có thể suy ra S bằng V nhân T và T thì bằng S chia V. Đây chính là công thức tính quãng đường, thế còn đây là công thức tính thời gian. Ba công thức này rất quan trọng mà chúng ta sẽ sử dụng cho các bài tập liên quan đến chuyển động. Để dễ ghi nhớ, cô giới thiệu với các em sơ đồ tam giác về mối quan hệ giữa S, V và T. Các em hãy vẽ sơ đồ này ra giấy nhé. Nếu như đề bài yêu cầu tính tốc độ, tức là tốc độ là một ẩn số chưa biết, các em hãy lấy tay che đi tốc độ. Tam giác còn lại là quãng đường chia thời gian. Như vậy ta có công thức V bằng S chia T. Tương tự, nếu muốn tìm quãng đường S thì ta có S là một ẩn số. Trong tam giác còn lại là S bằng V nhân T. Và cuối cùng, muốn tìm thời gian thì ta có thời gian T bằng S chia V. Thật đơn giản phải không nào? Chúng ta có thể áp dụng ngay vào một số bài tập vận dụng sau. Câu 1. Bạn A đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 12 km/h, hết 15 phút. Tính quãng đường từ nhà bạn A tới trường. Đầu tiên, chúng ta hãy phân tích xem đề bài cho gì và hỏi gì. Đề bài cho là tốc độ của bạn A là 12 km/h. Chúng ta có thể ký hiệu ngay ở đây là V. Thế còn 15 phút chính là thời gian mà bạn A đi hết quãng đường này. Yêu cầu tính quãng đường, nghĩa là tìm S phải không các em? Các em hãy tóm tắt vào vở nhé. Các em để ý ở đây tốc độ đơn vị là km/h, nhưng mà thời gian thì lại là phút. Ở chỗ tóm tắt thì chúng ta có thể đổi ngay 15 phút ra là 1/4 giờ. Với các gợi ý vừa rồi của cô thì các em hãy tính cho cô xem quãng đường từ nhà bạn A tới trường là bao nhiêu nhé. Rất chính xác rồi, ta áp dụng là S bằng V nhân T, thay số ta có là 12 nhân với 1/4 bằng 3 km. Chuyển sang ví dụ tiếp theo. Lúc 8 giờ, bạn B đi bộ từ nhà đến siêu thị với tốc độ 4,8 km/h. Biết quãng đường từ nhà bạn B đến siêu thị dài 2,4 km. Hỏi bạn B đến siêu thị lúc mấy giờ? Tương tự thì chúng ta cũng phân tích đề bài và tóm tắt. Thời điểm ban đầu bạn B bắt đầu đi từ nhà đó là 8 giờ. Tốc độ đề bài cho là 4,8 km/h. Cho quãng đường là 2,4 km. Và hỏi bạn B đến siêu thị lúc mấy giờ? Muốn biết bạn B đến siêu thị lúc mấy giờ thì chúng ta cần tìm được thời gian mà bạn B đi hết quãng đường từ nhà đến siêu thị. Sau đó chúng ta cộng với thời điểm khởi hành tức là 8 giờ thì sẽ ra được là thời điểm bạn B đến siêu thị nhé. Ở đây cô áp dụng công thức tính thời gian là T bằng S trên V. Thay số S là 2,4 km và V là 4,8 km/h. Cô được kết quả là 0,5 giờ. Chúng ta sẽ đổi 0,5 giờ ra là 30 phút. Như vậy, bắt đầu từ nhà lúc 8 giờ, đi hết 30 phút, thì thời điểm bạn B đến siêu thị là 8 giờ 30 phút. Ở bài này thì chúng ta cần lưu ý thêm về khoảng thời gian và thời điểm. Chuyển sang ví dụ tiếp theo. Đường sắt Hà Nội, Đà Nẵng dài khoảng 880 km. Giả sử tàu chạy liên tục không nghỉ, thì thời gian đi hết quãng đường này là 16 giờ. Yêu cầu tính tốc độ trung bình của tàu. Cô phân tích đề bài cho S là 880 km và T là bằng 16 giờ. Trong thực tế thì tốc độ chuyển động của một vật thường thay đổi, nên đại lượng V bằng S trên T còn được gọi đầy đủ là tốc độ trung bình của chuyển động đấy các em ạ. Câu này thật đơn giản, chúng ta chỉ cần áp dụng công thức V bằng S trên T là sẽ tính được tốc độ. Các em hãy tính toán và cho cô biết kết quả nhé. Chúc mừng các em! Chuyển sang ví dụ tiếp theo, mở rộng hơn về tốc độ trung bình. Ở đây đề bài cho đường sắt Hà Nội - Đà Nẵng dài 880 km. Tàu đi 400 km đầu tiên, hết 8 giờ.
và đoạn đường còn lại đi với tốc độ là 60 km/h, yêu cầu tính tốc độ trung bình trên cả quãng đường. Nếu muốn tính tốc độ trung bình của chuyển động, ta hãy lấy tổng quãng đường vật đi được, chia cho tổng thời gian. Các em nên tóm tắt để xem là đề bài cho gì và hỏi gì. Như vậy là ta đã biết ngay tổng quãng đường là S, 880 km rồi. Đoạn đường đầu tiên ta gọi là S1, là 400 km, và thời gian đi hết đoạn đường đầu tiên T1 là 8 giờ. Ở đoạn đường thứ hai thì ta sẽ gọi là S2, và đề bài cho là V2 bằng 60 km/h, hỏi V trung bình bằng bao nhiêu. Như vậy, trong công thức này ta đã biết được S1, S2, biết được T1. Như vậy, ta cần tính xem T2 bằng bao nhiêu để tính được tốc độ trung bình. Cô sẽ tính T2 theo V2 và S2. Thời gian mà tàu đi hết đoạn đường sau chính là bằng quãng đường 480 km chia cho tốc độ là 60 km. Ta được kết quả T2 bằng 8 giờ. Đến đây thì cô chỉ cần thay số vào công thức này sẽ ra được tốc độ trung bình là bằng tổng quãng đường chia tổng thời gian. Tổng quãng đường là 880 km rồi. Tổng thời gian thì sẽ bằng thời gian đi hết quãng đường đầu tiên là 8 giờ và thời gian đi hết quãng đường lúc sau cũng bằng 8 giờ. Như vậy, cô sẽ tính ra được tốc độ trung bình trên cả quãng đường là 55 km/h các em nhé. Ở video trước thì cô đã đưa ra ví dụ các em so sánh chuyển động nào nhanh hơn. Tuy nhiên là so sánh khi các chuyển động có cùng quãng đường hoặc cùng thời gian. Bây giờ ta đã học cách tính tốc độ rồi. Muốn biết vật nhanh hay chậm, ta chỉ cần tính tốc độ thôi phải không nào? Bây giờ các em hãy tính toán và cho cô biết vận động viên nào bơi nhanh nhất trong ví dụ này nhé. Chúc mừng các em! Như vậy chúng ta đã nắm được các nội dung kiến thức về tốc độ chuyển động và làm được các bài tập vận dụng cơ bản. Các em hãy tham gia khóa học tại olm.vn để làm nhiều hơn các bài tập luyện tập nhé! Cảm ơn các em đã theo dõi video bài giảng ngày hôm nay. Cô thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo trên kênh Học Trực Tuyến OLM.